Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình Nhận Định Thế Sự cùng với Bùi Lương Gia trong chương trình ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, trong phần đầu chương trình chúng tôi đặt một số câu hỏi về những vấn đề liên quan đến TPP. Thì trở lại vấn đề của Việt Nam mà ông đang phân tích, thì đối với vấn đề TPP, chúng ta biết là cái sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam rất là lưỡng lự, muốn vào TPP thì sẽ xóa bỏ quốc doanh, rồi họ không có thể tạo những cái cơ hội để tham nhũng. Mà giả sử nếu mà TPP được chấp nhận và việc tức là chính quyền Cộng sản Việt Nam được vào TPP, thì liệu rằng có cơ hội chúng ta nói biết là họ có thể theo những cái luật lệ, cái trò chơi của TPP, hay là họ cũng sẽ cố tình qua mặt, thưa ông? Bắt buộc họ phải theo. Yeah. Bởi vì hiện tại đó, Hoa Kỳ họ ngắm ghi năm anh đã vào WTO một lần rồi, anh đã vào đó rồi, anh khất lần rồi, 5 năm, 7 năm anh làm cái kinh thị trường, cuối cùng không làm kinh thị trường. Yeah. Vì họ kiểm soát. Bây giờ không phải là chính phủ họ kiểm soát, quốc hội kiểm soát, và tư doanh họ kiểm soát luôn. Họ vào đây họ kiểm soát. Họ đặt vấn đề là giới chức Mỹ vừa từ ngoại giao quốc phòng đặt phải vấn đề nhân, phải dân chủ hóa đất nước, thì anh mới lại giải quyết được vấn đề từ gốc của vấn đề kinh tế. Còn nếu mà anh không giải quyết vấn đề gọi là dân chủ hóa đất nước thì kinh tế vẫn như vậy thôi, vẫn là quốc doanh chủ đạo, thì không bao giờ giải quyết được vấn đề kinh tế của Việt Nam cả. Và kinh tế chủ đạo của Việt Nam từ xưa nay nó thất bại rồi. Thất bại nhân thê thảm, bây giờ nợ thì nợ đến gập đầu, nợ đến cả một cái gọi là cả nước bây giờ là đổ vào nợ hết. Tất cả tài sản quốc gia giờ chỉ để trả nợ không đủ. Thì vấn đề đặt ra là anh muốn cứu vớt không có nó đổ. Anh đi đường nào cũng chết. Nếu anh đi đường mà gọi là vào WTO, anh mở rộng ra, anh mở rộng ra thế giới, anh chấp nhận cái điều kiện của thế giới, anh chấp nhận cái điều kiện mở rộng cho dân chúng có tự do sinh hoạt, có tự do kinh doanh, thì vấn đề đặt ra là anh còn tồn tại được một thời gian. Nếu anh cứ đi con đường quốc doanh thì cả thế giới người ta đi một con đường khác, anh chịu đỏ. Cái sụp đổ đến nơi rồi chứ phải nợ đến đó. Yeah. Mà giờ không có tiền trả nữa. Bởi vì họ mới bán đất, cổ đất nước của Việt bán Nam. Không ai mua nữa, giờ bán được anh mua, ai mua bây giờ đây. Yeah. Bán cho nhau thì được. Bán cho Trung Cộng. Bán Trung Cộng thì Trung Cộng bây giờ nó lại vấn đề Trung cũng có kẹt của Trung Cộng. Trung Cộng cũng chẳng sung sướng gì. Yeah. Áp lực của Mỹ bây giờ đặt thật vấn đề. Từ xưa đến nay chúng ta biết là rất nhiều lần tôi nói là ở nước Việt Nam hay những nước nhược tiểu nó vẫn có những thân phận nhược tiểu. Yeah. Đau khổ là trên đầu chúng ta vẫn có những anh lớn này như giải quyết vấn đề với nhau. Yeah. Xung đột ở Việt Nam là xung đột giữa Mỹ với Tàu. Yeah. Trước đây xung đột ở Việt Nam, xung đột giữa Liên Xô, Trung Cộng với Mỹ ở Việt Nam. Yeah. Thì bây giờ cũng vậy thôi. Thì bây giờ anh không chịu đi tôi phải không? Tôi đi đường thầy anh. Thầy anh bằng lòng rồi thì anh có thư theo không? Thầy anh bằng lòng rồi. Chính vì thầy bằng lòng rồi nữa, nó đem giàn khoan vào, nó tâng cái biển Đông lên, nó đạp cổ anh ra khỏi ngoài. Bây giờ anh bắt đầu anh chửi lại với ông thầy rồi. Bắt đầu chửi thầy thôi. Thế nên vấn đề đặt ra là Trung Cộng đã bắt đầu, Mỹ nói là đúng, Trung Cộng hung hăng tại biển Đông, hung hăng thì đe dọa phải chạy vào phía Mỹ. Tức là cái hình thức hung Trung Cộng mà bây giờ chúng tôi rất nhiều lần Trung Cộng thực sự họ muốn làm cái chủ trương của họ, nhưng cái chủ trương họ đã làm cho một cái gọi là rất là phi pháp, nó trở thành một phản tác dụng. Như ông Obama nó phản tác dụng. Yeah. Vì anh hung hăng thì người ta chạy sang Mỹ hết. Yeah. Vô hình chung nó đẩy theo đẩy đồng minh. Yeah. Cho nên không nhờ Trung Cộng làm sao mà Việt Nam đi với Mỹ. Yeah. Không nhờ Trung Cộng mà tại sao Á Châu đi Mỹ, nhờ Trung Cộng, tức là nhờ Trung Cộng rồi thì Trung Cộng giật mình, ô mình làm không nó rồi, phải chia rời chứ. Yeah. Thôi bây giờ tôi làm cho anh như vậy rồi. Yeah. Thì anh cho tôi tí tiền. Yeah. Gì thì vấn đề là ra họ đang điều đình với nhau. Yeah. Mà điều đình ở đâu? Điều đình đầu tiên là thân phận Việt Nam. Và vấn đề đặt ra là Việt Cộng sản Việt Nam không thể không đi Mỹ. Không một cái con đường chọn lựa. Trở lại vấn đề. Anh không muốn đi không được. Yeah. Anh phải đi. Yeah. Mà anh phải đi thì phải rất là phải tôn trọng nhân quyền. Yeah. Anh tôn trọng nhân quyền thì đó là cơ hội của người dân Việt Nam. Họ bắt đầu họ làm đứng lên, họ không sợ nữa, họ đứng lên. Bây giờ họ không sợ nhưng họ chưa dám làm. Yeah. Bởi vì không sợ nhưng mà không có tổ chức thành một cái phong trào lớn để giải quyết vấn đề của mình. Yeah. Mà chưa biết giải quyết làm sao. Ngay Cộng sản bây giờ chúng ta
Đảng Cộng sản mới giải quyết sao cả. Quốc hội họp rồi, luật biểu tình gì nó bỏ lại, không giải quyết mà. Không biết giải quyết cách gì, bởi vì đích thực ra phải chờ nó ngã ngũ, cái đàn anh kia nó bán làm sao, nó trao mình ra làm sao đây. Thì vấn đề đặt ra chúng ta đang nằm ở trong thế đó. Mới rộng ra một chút xíu vấn đề ngoài vấn đề Việt Nam, thì ông có thể phân tích nếu mà TPP được hình thành thì cái viễn ảnh của nó, cái ảnh hưởng của nó đối với thế giới như thế nào thưa ông? Vâng, bây giờ hiện tại là 12 nước ở trong khu vực này. Thì khi mà mở rộng ra thì cả cái ASEAN này đó, là hội nghị ASEAN, nó trở thành một khu vực kinh tế. Nó trở thành khu vực kinh tế, trong đó thì có Việt Nam đã vào xuyên Thái Bình Dương, Malaysia đã vào xuyên Bình Dương, Singapore vào xuyên Thái Bình Dương, Brunei vào xuyên Thái Bình, tức là 4 nước vào xuyên Thái Bình Dương rồi. Thì cả cái khối của ASEAN này nó cũng trở thành một khối chung, và nó cũng thể xin gia nhập xuyên Thái Bình Dương. Tức là cả khối cái này, nó ASEAN này nó sẽ bụng 10 nước, nó sẽ vào xuyên Thái Bình Dương. Mà vào xuyên Thái rồi, bên Âu Châu thì xuyên Đại Tây Dương, họ mở rộng về xuyên Tây Dương. Và các nước Âu Châu họ cũng đầu tư vào Đông Nam Á, Ấn Độ rồi cũng bắt đầu vào Đông Nam Á. Cho nên rằng cái mức thứ hai nó đi tới là cái xuyên Thái Bình Dương này nó không còn nằm ở trong xuyên Thái Bình Dương, mà nó nằm ở xuyên Á Châu và Mỹ Châu, xuyên tất cả, tức là Á Mỹ nó đi với nhau, thì cả Ấn Độ nó sẽ vào. Mà khi mà Ấn Độ nó vào rồi thì Trung Cộng chỉ có nước chết. Nếu mà anh muốn vào cũng được, tôi cho anh vào, nhưng thay đổi chế độ. Đó là một cái mà gọi là, tôi cho là viễn tưởng mà gọi là mạnh nhất để thay đổi cái chế độ cộng sản cuối cùng của thế giới, để giải quyết tận gốc cái chế độ cộng sản. Mà muốn giải gốc cái cộng sản thì bây giờ chỉ con đường duy nhất là hiện tại đi vào xuyên Thái Bình Dương, tức là tư bản tư doanh. Thì tư bản tư doanh áp dụng tại Việt Nam, nó làm gương mẫu cho Trung Cộng, phải rằng anh muốn sống hòa bình thì anh phải vào cái đó, anh vào cái... Và bên khi mà xuyên Đại Tây Dương thì anh Nga một mình anh sống như vậy anh sống không được nữa, anh phải xuống, giảm xuống, anh đi vào cái thế giới mới của người ta. Nên vấn đề đặt ra là chúng ta thấy rằng cái khởi đầu của cái gọi là chế độ mới của thế giới nó nằm ở cái xuyên Thái Bình Dương. Nó vượt qua được cái rào chắn, rào cản tại nước Mỹ thì nó sẽ trở thành. Bây giờ Nhật Bản, trước đây là Nhật Bản là một cái vướng, nhưng mà Nhật Bản giờ cũng đã đi bắt đầu chấp nhận. Thì không giải quyết bằng kinh tế thì không giải quyết bằng chính trị được. Phải rất xong kinh tế rồi thì bắt đầu với gọi là dân chủ hóa toàn cầu, tư doanh hóa toàn cầu, rồi tư bản hóa toàn cầu, và đến chính trị hóa toàn cầu, tức là dân chủ hóa toàn cầu, đó mới đi vào yên ổn và hòa bình được. Cái vấn đề đối với Trung Cộng mà vào TPP theo các bạn nghĩ nó hơi khó, tại vì hàng tỷ cái dân số hàng tỷ như vậy, mà khi vào đó cái mức lương của những người nhân công mà họ đã nổi tiếng với vấn đề là nhân công rất là rẻ mạt, thì khi vào đó tất nhiên là Trung Cộng cũng không muốn vào TPP vì cái không thể nào. Không, họ không vào, họ bây giờ thì không cho họ vào, Mỹ không cho vào, bởi vì đích thực ra Trung Cộng cũng muốn vào lắm. Nhưng mà về chế độ của anh như vậy không thể vào được. Thì ông mà ông gợi ý thôi. Cái anh đang chuẩn bị, anh đã làm cái việc mà chúng tôi nên làm như vậy thì cũng có thể có khuynh hướng để vào đó. Chứ chưa phải không. Nhưng là giai đoạn này chưa phải là giai đoạn vào. Giai đoạn cuối cùng, nếu mà giải quyết xong tất cả Á Châu này, đi vào một cái hệ thống mới của kinh tế toàn cầu, thì lúc bây giờ đến là Trung Cộng, thì cũng phải muốn thay đổi thì phải học theo Việt Nam. Và Việt Nam là cái gương mẫu của anh, bây giờ đây chúng tôi bắt đầu vào Việt Nam đây, chúng tôi làm đây, thay đổi đi. Theo tiên đoán của ông thì TPP khi nào sẽ bắt đầu chính thức được? Thì năm nay họ bắt đầu năm nay họ vượt qua được Quốc hội Mỹ, vì Quốc hội Mỹ đa số. Tại sao chúng ta thấy rằng tự nhiên Đảng Cộng hòa thắng lớn ở Quốc hội, làm sao vậy? Vì thắng lớn Quốc hội với tạo điều kiện cho xuyên Thái Bình Dương được. Không có ông Cộng hòa thắng lớn mà dân chủ thắng lớn là không bao giờ có cái đấy.
không bao giờ có xuyên thêm nhiều hết á. Mấy nguyên chủ cũng phản đối, thế rõ ràng bầu cử vừa rồi đó mấy ông đảng của ông Obama là bắt đầu bỏ phiếu chống rồi. Cho nên tự nhiên cả dân Mỹ họ bầu cho ông, cho dân Cộng hòa, mà Cộng hòa là những tư bản tư doanh và họ là tạo điều kiện cho nước Mỹ vào hệ thống tư bản tư doanh. Thành vấn đề đặt ra, chính vì Cộng hòa thắng ở Thượng Hạ viện vừa qua mà nó tạo điều kiện cho TPP thành hình. Một lần rất là cảm ơn những phân tích của bình luận gia Lý Thị Nguyên xung quanh vấn đề TPP ngày hôm nay. Rất tiếc là chúng ta đã hết giờ ngày hôm nay, và mời ông có đôi lời chúng ta chia tay với quý vị khán giả thưa ông. Cảm ơn quý vị. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhận định thế sự ngày hôm nay, và chúng tôi xin hẹn quý vị trong chương trình tuần sau.